Ok, chào anh em đã quay trở lại mình. Thì trong video ngày hôm nay, mình thông báo cho anh em là hiện tại kênh của mình đã 30.000 người đăng ký. Và như đã hứa thì mình sẽ làm cái event tặng ạc bông tai cho anh em. Ok, rồi thì đầu tiên mình sẽ show cho anh em xem cái con ạc này đã. Rồi, đầu tiên là con ạc này có bông tai sức mạnh 27 triệu, hiện tại dư 4 triệu vàng, 4 triệu rưỡi nhá. Ok, đấy, có những cái đồ như hình thôi. Nói chung là mình không có nhiều, nhưng mà có bao nhiêu thì mình làm event tặng cho anh em bấy nhiêu. Ok, tí nữa mình sẽ nói cho em cái cách thức mà chơi nhá. Ok, rồi, đó, tiềm năng như hình nhá, của siêu cấp 2 đấy. Ok. Ok, rồi, tài khoản full như hình nhá, full não luôn. Ok, rồi, thì sau đây mình sẽ phổ biến cách chơi. Ok, thì đây là Facebook của mình. Đó, đây là cái Facebook của mình nhá. Thì đầu tiên là ví dụ như các bạn muốn vào cái Facebook của mình để chơi trò chơi thì ví dụ như vào kênh YouTube nhá, các bạn ghi chữ YouTube nhá. Ví dụ như một cái video bất kỳ, đó, ví dụ như một cái video bất kỳ đi, mình sẽ test cho anh em xem này. Từ từ, mình sẽ vào một cái video mới nhất nhá, hoặc là anh em có thể bấm luôn vào cái link mà video hôm nay của mình đăng lên đấy, ví dụ như cái video ở này hoặc là cái video mà mình đang quay này. Ok, thì anh em muốn kết nối với mình thì em bấm vào dưới phần này. Ok, thì anh em bấm vào Facebook của mình nhá. Rồi, thì nó sẽ hiện ra một cái link. Đó, nó sẽ truy cập luôn vào cái Facebook của mình. Thì đây là cái trò chơi mà mình đã ấy ở trên Facebook để cho mình gọi là tiện gọi là cách thức để phát quà cho anh em ấy. Thì đây là các cách thức chơi, ví dụ là theo dõi Facebook thì anh em chỉ bấm vào phần theo dõi. Đấy, bấm kết bạn vào theo dõi. Bước thứ hai là anh em like cái tút này cộng xe. Bước thứ ba là anh em comment 3 số cuối sổ số miền Bắc cộng số điện thoại của anh em để mình gọi. Và đặc biệt với anh em là mình có rất nhiều giải để cho anh em tha hồ lựa chọn. Và kèm theo đó là 16 giờ 15 phút. Không phải, 6 giờ 15 phút ngày mai buổi chiều ấy. Thì mình sẽ gọi là... mình sẽ live stream phát vàng và khi nào đến thời gian mình sẽ chốt event cho anh em. Ok, đó có các giải nhất, nhì, các kiểu nhá. Ok, và kèm theo đó là anh em chỉ ấy, mình đã ấy chi tiết hết rồi. Ok, đó. Thì anh em chỉ việc vào và like, share và làm theo các hướng dẫn mà mình ấy như này thôi. Và ngày mai mình sẽ ấy. Ok, thì đây mình sẽ tiện đây mình hướng dẫn anh em lại một cách nữa, cách mua link ở web của mình nhá. Ok. Thì đầu tiên anh em truy cập vào cái web vminhserver1.com. Thì mới đầu thì anh em chưa có link đúng không? Thì anh em bấm vào phần đăng ký nhá. Bấm phần đăng ký này. Đó, thì nó có sẽ hiện lên chữ họ tên, tài khoản, mật khẩu và kèm theo phát toán. Thì anh em chỉ việc đăng ký như bình thường thôi, như nào cũng được. Em bấm phần đăng nhập nhá. Ấn đăng nhập này. Ok, thì sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ có một giao diện như thế này. Đó, đầu tiên là chưa có tiền thì anh em bấm vào lập chậm này này. Đó, thì nói chung là tốc độ lạp chậm thì nói chung là dạo này nó hay bị trì cho nên anh em phải kiên nhẫn lạp nhá. Và nếu mà có lỗi gì hãy liên hệ Zalo giúp mình. Ok, đấy. Ok, thì đây, ví dụ như em muốn mua nick này em bấm vào xem chi tiết nhá. Đó, nó có các cái thông tin của anh em lựa chọn. Ok, thì nói chung là đặc biệt là trong cái live đấy thì buổi chiều hôm đấy mình sẽ live phát vàng và cũng như là mình sẽ gọi là thông báo cho anh em. Và mình đặc biệt là giải của bông tai thì mình sẽ gọi trực tiếp cho bạn ý nhá. Ok, thì thôi chắc là mình tạm dừng đây. Cảm ơn anh em đã xem clip và nhanh tay để vào chơi trò chơi nhá. Ok.